Các vaccine cần tiêm trong thai kỳ và thời gian tiêm. Rất nhiều mẹ bầu băn khoăn về việc tiêm ngừa trong thai kỳ. Trong thai kỳ, chúng ta có thể tiêm ngừa thứ nhất là cúm, thứ hai là tiêm ngừa uốn ván, thứ ba là có thể tiêm ngừa mũi 3-1, bạch hầu, ho gà, uốn ván. Như vậy, thời gian tiêm như thế nào? Đầu tiên là cúm. Virus cúm thì có rất là nhiều chủng loại và thay đổi từng năm. Do đó, hầu như mỗi năm chúng ta đều phải chích cúm. Mùa của cúm là tầm vào khoảng tháng 3, tháng 10. Do đó là nếu chúng ta chích ngừa cúm thì chúng ta sẽ chích ngừa trước ở tháng 3 và trước ở tháng 10. Thời gian nào ở trong thai kỳ có thể chích ngừa cúm? Thật ra bất kỳ thời gian nào ở trong thai kỳ chúng ta đều có thể chích ngừa được cúm. Tuy nhiên, do 3 tháng đầu là nhạy cảm, do đó đa số các bác sĩ sẽ không chích ngừa cúm trong 3 tháng đầu thai kỳ. Thường chúng ta sẽ đợi sau 3 tháng giữa hoặc 3 tháng cuối chúng ta chích ngừa cúm. Nhưng khuyến cáo thì chúng ta nên chích vào 3 tháng cuối của thai kỳ, vừa tạo được kháng thể miễn dịch cho mẹ, vừa có thể tạo kháng thể miễn dịch được cho con. Còn tiêm ngừa uốn ván thì theo quy định của Bộ Y tế, chúng ta chích càng sớm càng tốt để có thể tạo ra kháng thể miễn dịch. Tuy nhiên, do vấn đề tâm lý thì thông thường các bác sĩ sẽ cho chỉ định chích vào 3 tháng giữa trở đi, khi mà thai đã hình thành cứng cáp, tránh gây hoang mang lo lắng cho mẹ bầu. Nếu bạn là con so, chúng ta sẽ khởi đầu ở 3 tháng giữa. Sau hơn 1 tháng, chúng ta sẽ lặp lại mũi thứ hai. Mũi thứ hai phải cách cái ngày dự sanh của chúng ta trước 1 tháng. Còn nếu như chúng ta là con rạ, bé trước chưa cách bé sau quá 3 năm, thì chúng ta chỉ cần chích một mũi để nhắc lại. Còn mũi 3-1, bạch hầu, ho gà, uốn ván, thì chúng ta có thể chích vào tuần lệ thứ 27-34 để có thể tạo kháng thể miễn dịch cho mẹ, đồng thời bảo vệ cho con trong vòng 3-6 tháng đầu. Các loại vaccine này đều được sự cho phép của Bộ Y tế và chứng minh rằng an toàn cho phụ nữ mang thai. Cảm ơn.